Chị khách có một công việc thường xuyên về giao tiếp với khách hàng nên là cái việc trang điểm vào buổi sáng, việc khó khăn nhất của chị là kẻ hai cái lông mày làm sao nó đều nhau và cân nhau. Chị nói rằng là ngày vui thì chị kẻ hai bên đều và ngày không vui thì chị kẻ bên thấp bên cao, bởi vì Ôi, chị sao chị còn nói có hai cô con gái nhỏ nên là nó chị quậy phải mà đưa nó bảo đón con đi xa học rồi vừa phải làm hả? việc ở công ty nữa, giao tiếp với khách hàng rất là nhiều công việc nên là cái sự lựa chọn làm lông mày sợi nano vừa tự nhiên lại vừa đẹp, Nó thích. chỉnh lại cái khuôn dáng lông mày của chị làm sao cho nó phù hợp, cho bừng Honey got sáng it khuôn dark mặt like của chị this, honey. lên, thì sau khi làm xong hoàn thành thì chị rất là hài lòng và chị rất là ưng, làm cho khuôn mặt của chị xinh hẳn lên và chị rất là vui vẻ và hạnh phúc sau khi hoàn thành xong. Đây, mọi người nhìn thấy nụ cười của chị không? Cười tươi, thật là tươi.